nấm xịt ra, nấm xịt ra cả băng, xịt ra tại chỉ là nấm, tại chặt dừa rất điêu nghệ. Bố em dù mà bị đưa thôi. Ba năm sau chưa ra. Nói như cái rửa thế. Mà ăn một chút rượu đi. Như nhộng quả dưa bình thường rồi. Dây đeo. Cụ sáng cũng tệ. Cụ đẹp cũng tệ. Sắc nét. Thôi, đã thôi, 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 thôi. Xin ra em. Nắm, đi ra đây. Không còn nước à? Biết rồi. Lạc cái biết thì gì nữa. Bá trị 1 triệu 3. Bát thì chưa bát rồi. Ngồi về nên dưa này dưa còn nước. Em đợi tước đây, nhìn bịch bịch cả. Phải video này. Phải bữa là chị lên YouTube đi đó thầy. Trở đi cho mặt em vô nhé. Trở đi. Phải mặt lấy. Em fan hâm mộ đây. Ờ, phán âm mộ. Ông bảo với dưới này, bảo với dưới này. Kỷ lục Việt Nam. Người cắn dưa bằng răng. Nhìn coi cái dưa không có cái dưa. Ta bỏ cái dưa ta cân chặt này. Bỏ cái dưa ta khởi răng ta khởi ra hết luôn. Gấu ta khởi ra xếch lòi cái răng. Phán âm mộ nhảy đi, nhảy. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Rừng ta rừng ta rừng ta rừng ta. Nhìn thấy ai thèm cõi mình nè. 2 phút rồi. Một tẩy dừa mà 2 phút chặt chưa ra. Tẩy dừa họ lột bát giấy. Lột, lột rắn á. Chứ hiểu. Lột đào 2 phút rồi cho ra. Nửa tẩy dừa. Để rắn hơn, hơn dao à. Không gọi chứ trông cái bà đẹp lắm. Dưa đĩa. Tớm. Kinh khủng. Được, hãy dùng cái chức mình cho em đi. Còn được không nhé? Khổ tấm ơi. Ngồi bịt quả lên ngồi cho mặt đi con, nóng này đó. Số 6 cung kìa. Không phải. Số 6 cung đó con đấy. Số to nhất đó. Đó. Hàn hết tay luôn rồi. Quá xoay ra mình đó. Đó. Quay cho mắt cái gì? Đã 4 phút trôi qua. Ôi trời ơi. Đi vô cái chỗ đi gì chứ. Biết mình tối không? Chắc chưa mà quay lên chỗ đi rồi. Đưa chắc mừng quái. Chị đang ngược đâu đi nè, đâu đi bốc nó thính khơi đó. Là vết vả. Em ra đi.
dưới lại cướm cái đuối. Còn nắng hết. Tị hù lì rồi. Dịch lì mày cãi mua 25 cái đi. 100 ngàn hả? 101 ngàn 25 cái. Hay ba. Dăm ba cái đó. Chị tiệm cho món mà gặp. Đem đồ đi. Mua chặt ba. Còn nữa. Làm dưng ngay cái này nè. Làm dưng gì mua không? Chừng như mừng con quái rồi. Mua lại cho chị đùa kiến. Đừng vết ăn 300 ngàn đấy nè, một miếng cũng phải ăn, đúng rồi. Mấy? 300, 3 tỷ một tiêu lắm nè. Có được. Không. Tao có biết cảm giác mùi vị đến, ngon không? Quá ngon. Xếp đó, đổ vào đó. Đã không có một giọt nước rồi. Không có giọt nước. Chặt bể ra luôn. Đưa sẽ có nước. Có. Đi kiệt. Đã nói dưa dứa lắm nên dưa. Đó. À, rồi. Dưa này em có coi như tí rồi. Có lẽ em mua. Đập cái đá. Đập hình vắng cái đá làm dưa. Đó, cái này gọi là dưa cơm. Hãy ghi nở vào đây. Cái này gọi là dưa cám. À, một trái 300 ngàn. Ba trái 900 ngàn. Anh phải nở tiền ship nữa. Gửi từ Sài Gòn ra. Đây gọi là dưa cám. Và tôi sẽ ăn thử cho các bạn coi. Phải nói là quá ngon. Tuyệt vời. Quá béo. Nó dẻo, rất là dẻo. Họ đã đồ mưa đúng đấy. Rất béo. Ăn chứ có phong cách cả em. Mua dịu dánh. Quá ngon. Rồi cho này phá là mô ăn vậy đây. Phá là mô. Ăn. Ba đút. Hà miệng. Mần tư xúc đút đi. Ngon con. Được xong chưa? Rồi kết thúc đi chứ rồi. Kết thúc. Ngon bồi dưỡng. Ngon bồi rạ chứ. Rạ mà thăm rạ. Rồi. Chứ bình rồi. Rồi, tắt.